Đôi khi trong tim ta một ngàn lớp sóng như xô vào nhau, cho ta bao thương đau, chẳng biết đời sẽ đưa ta về đâu. Sau bao đêm âm u, chợt thấy cuộc sống cho ta hồi sinh, và mở rộng lòng mình để rồi sẽ thấy tương lai rực rỡ. Khi trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan trong gai đã có ngàn bước chân ta vượt qua. Như con sông yêu trôi sẽ xếp thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương sẽ trong cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiên tha, trái tim ta còn bao khát khao, nắm tay nhau. Bước chân trên đường thanh thản
trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng bên man theo làn gió, cho nghe thấy trong lòng sáng lên vì đâu đó vang buồn cũng ta. Hãy đi rất gần chào anh dương. Sông bóng lấp lánh nhưng niềm vui của anh tôi.
con ra hả? Hộ tống giải HTV không? Ở một đời phóng chim này đó thì được quá. Đặt đặt từ đâu đâu đi qua đèo về rồi 50-60 cây ngày ha, khỏe ha, ngày đập mấy tiếng em sau này lên con sẽ tập đạt lên đỡ lưng và mình bóp lưng đó là làm cái gì mà tập rồi ui con đang khóc luôn mới xong rồi ở chỗ này nó bị sạch lâu quá hồi xưa sân tây năm sáu mấy giờ làm cho nó bo lại cho nó cứ nhỏ cứ cứ giống nhau giống giật cái giật mà và xin giật đó. Ít Việt Nam ít thấy ai à, ta chỉ cao lắm. Còn anh cao, anh cao, một người lón đẹp. Ta bây anh ta thành viên tất cả. Anh là quân tá. Quân tá, trẻ. Dạ, quân tá. Ai chết rồi, quăng ra đó. Đặt xe giữ sức khỏe rồi, ta chết. Cái này giống như mấy con mà mấy thằng mấy con tay mấy chạy anh chạy đẹp tức là chạy này nó lo chạy mấy chiếc sport mấy chiếc cái không khơm khơm xuống đau lưng chạy đường dài không có đã mà cái này chạy đường dài sướng lắm chạy dài cái ngồi á không thân nó đi là qua đèo được sướng này lái ô tô dạ nó ra đấy ô tô bằng sướng hơn nhưng mà khỏi cái khỏi cây nữa ô tô khỏi sân mưa sân nắng này. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Đây là dạng nha, mấy người đứng đứng là tụi chạy nó không có bạo lực á. Để tôi vừa thôi. Dòng này chạy nó cũng mát. Nó bắt cái nóng mấy cái dòng tụi đi một mình luôn hả? Dạ. Không cái ngày gặp bạn nó gấp lên những khúc kia kia. Để đi đòn ra. Đòn này chắc không đâu dạp mấy người ạ. À. Đi cùng lúc đi chung đòn cũng mệt phiền lắm tại vì nó chạy theo thời gian á. Thời gian mới chạy mình chạy mệt á. Còn mình đi vừa rất dạp mấy người thì mỏi mỏi thời gian. Tắm đầu tắm muốn chơi đầu chơi. Rồi đi thấy đấy đi trang khách ở đây dạp mà hơn. Còn kia là theo lịch trình á. Đúng rồi. Phải theo lịch trình. Cầu lịch trình đi lớn. Em cứ tặng bạc tặng bạc chơi. Đi thoải mái mà cái đó mình đi đuổi đổi đâu còn chạy trâu mà giờ đi để mày cho lấy cây số bào cây số mệt được rồi uống cà phê anh.